Chào mừng cả nhà đến với kênh Cuộc Sống Việt Nam. Mình là Phúc. Mình chúc quý ông bà, cô chú, anh chị em và cả nhà thật nhiều sức khỏe. Thì hôm nay là mình sẽ đi chợ với gia đình. Tại vì là hôm nay là một ngày mùng 5 tháng 5 ở cả nhà, là ngày Tết Đoan Ngọ. Thì mình sẽ đi chợ Gạch Ông ở quận 8 và quay cho cả nhà cùng xem một ngày Tết giữa năm thì chợ nó có nhộn nhịp như thế nào nha cả nhà. Rồi thì bây giờ gửi xe xong rồi thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi chợ nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo chân của mình đi chợ nha. Hôm nay là mùng 5 tháng 5 với cả nhà, Tết nửa năm. Cho nên là sẽ mua trái cây, bông về cúng như thế này. Thì bông thì hồi nãy là có ghé mua rồi, thì bây giờ sẽ đi mua trái cây. Thôi em coi chừng nha. Tết Đoan Ngọ là giống như là ngày 15 tháng 5 là một ngày Tết truyền thống của một số nước như là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam nữa cả nhà. Thì ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ trưa tới 1 giờ chiều cả nhà. Và thường là Tết Đoan Ngọ ta sẽ ăn Tết vào trong khoảng cái giờ đó. Như về Việt Nam á cả nhà, thì giống như là các tỉnh Đông Nam Bộ đi, thì ở Việt Nam là thường là ngày mùng 5 tháng 5 á, là được gọi là ngày vía bà thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Còn ở cái tỉnh Tây Nam Bộ á, là ngày mà được gọi là ngày nước quay đó cả nhà. Vì theo hàng năm á, là nước sông Mê Công của cái tỉnh mà Tây Nam Bộ á, là nó sẽ từ thượng nguồn đổ về đến chỗ của mình á, thì sẽ nó sẽ trở thành cái màu đỏ đục và có nhiều sấy nước. Thì năm nào cũng vậy, cho nên là sẽ giống như là cái Tây Nam Bộ nó sẽ có tập tục y chang như vậy luôn, rồi thì nó sẽ gọi là ngày nước quay luôn. Thì tại vì do có nhiều sấy nước đó cả nhà, với lại là cũng ở Việt Nam cũng có tỉnh gọi là ngày Tết Vía Sâu Bọ, tại vì do cái giữa năm nay cũng là cái giai đoạn mà chuyển mùa đó cả nhà, thì cũng dễ phát sinh sâu bọ trong mùa màng rồi nữa. Đào đào này chua không? Ngọt mà nó chưa chín mà ăn chưa đủ. Đào ngọt, phải nhớ 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 mọi khi nó chua lắm.
ngự là 75 ngàn hả? Nửa ký. Còn cái kia là cân lên 15 ngàn ạ. Rồi đi. Bây giờ đây. Chị ơi, 40 ngàn, nữa cá 50 ngàn chị ơi. Chị Liên.
gắt luôn. Vô vỏ hả? Mặn lắm. Sao?
nửa ký 73. Nghi dâu nè. Thank you.
mua cái đó mà có cái cây nha là đốt ở đâu vậy? Đốt xong nghe. Ủa mẹ mua nguyên quá hả mẹ? Thôi lấy lên món này được rồi chung lòng. Chị nấu ung lên đi rồi kêu trong nhà đó. Để dài hả? Để trong nhà. Rồi cái mâm đồ ăn đó. Cái vỏ mâm đồ ăn cầm nó lên, đốt nó lên, cầm lên, mới đốt nhang lên. Hôm nay là một ngày Tết con ngọ, mùng 5 tháng 5. Mình cũng đã dẫn cả nhà cùng đi tham quan một ngôi chợ Gạch Ông ở quận 8 và xem tình hình buôn bán của ngày Tết con ngọ như thế nào cả nhà, và xem đông vui hay không nha. Thì cả nhà mình xem hết clip, like, share, nhấn đăng ký kênh giúp mình nha. Mình sẽ ra nhiều clip cho cả nhà cùng xem nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chào tạm biệt cả nhà. Để vỏ đây cho mẹ đi. Để vỏ đây được. Để cầm ngay cho. Rồi đưa thẻ thôi, trả tiền rồi.